bình tĩnh. À, chào mừng các em đến với tiệm bánh của chị Vani. Bộ đồ chơi bao gồm những vật dụng giống như ngoài đời thật. Đây chắc chắn là cơ hội để các em có thể rèn luyện kỹ năng làm bánh của mình. Để xem cũng như mua hàng thì các em hãy click vào link ở dưới đây. Yeah. Là biết là hôm nay nó rất là nhiều thứ rồi. Nhưng mà tại sao tụi chị lại bận áo mưa? Em có đoán được không Heo? Chúng ta sẽ chơi trò đổ nước lên đầu. Quá trời thông minh luôn. Nhưng mà chị Vani có một cái máy ở xứ sở thần tiên. Cái máy đó ở đây nè. Ta-da! Ghê chưa? Cái máy này em biết sao không? Mình sẽ đổ nước vào đây. Xong rồi sau đó mình sẽ rút trúng một cái khúc nào đó mà nó có nước thì nó sẽ chảy lên. Nhưng mà cái chuyện chơi nước là cái chuyện bình thường như trái đất vậy. Xưa như là trái đất vậy. Em sao cười? Sao em cười vậy? Em nghĩ nó là cái gì? Chị cho slam vào đây đúng không? Chính xác, và đó chính là cái slam em làm. Chuẩn bị cho Heo, nhìn nè Heo. Trời ơi, em tưởng tượng đi Heo. Cái này mà nó rớt xuống đầu mình chắc mình chết luôn á. Xong. Bộ cái nắp rồi ta. Ok, không cần đẩy cũng được. Thế giới của mình là nhiều khi nó thiếu thốn em. Em hiểu chưa Heo? Là nó chảy ra như vậy đó Heo. Chị ơi, em thật biệt quá à. Đau tim rồi, cái kiểu khủng khiếp. Đó, bây giờ đã sạch sẽ rồi. Bây giờ thì chị Vani sẽ nói cái luật chơi của mình nha. Ok. Bây giờ là mình sẽ có một vài 5 câu hỏi. Mỗi người sẽ có 5 câu hỏi. Ví dụ như là tới lượt của em thì chị sẽ hỏi em một lần 5 câu. Và phải trả lời thiệt. Nếu Vicky trả lời không thiệt, chiếc máy nó vô em ghim cái máy này luôn, em gạt luôn. Cái máy nói dối này á, nó sẽ phát hiện ra là cái người trả lời có trả lời đúng hay không. Nếu như trả lời không đúng, em sẽ bị giật. Xong rồi em sẽ bị rút một cây ra. Lỡ may rút trúng cái cây mà có slam rớt vào đầu thì em tưởng tượng ra rồi nha. Em sẽ không còn gương mặt xinh xắn này trở về nhà đâu. Một gương mặt ngây nhùa. Các em ơi, hãy đến với Wonderland. Bây giờ chúng ta sẽ quăng tù xì để xem coi là người thua sẽ là người đổi cái nó hồi trước. 2, 3. Quăng tù xì ra cái gì là cái này. Em thẳng cái người yeah. Ok em. 5 câu của Heo dành cho chị Vani. Câu hỏi đầu tiên Heo muốn đặt chị Vani là: chị có tin về thế giới thần tiên không? Đương nhiên là có em. Trong thế giới thần tiên nó có rất nhiều những cái phép thuật mà ai tới đây cũng biết hết. Chị tin vào thế giới thần tiên. Kiểm tra. Bóng đi Heo, trời chị sợ quá trời thở luôn á. Trời chị căng thẳng quá luôn. Chị căng thẳng lắm luôn á. Nhưng mà chị tin mà. Rút đi Heo, anh đừng có làm chậm, rút đây nè. Okay. Ok, bây giờ tới Heo nha em. Mà phải sợ, bỏ tay vô đi em. Câu hỏi đầu tiên như sau: em có nghĩ mình là người đẹp trai nhất trong số các slammer không? Em nghĩ là mình đẹp trai. Nhất? Đúng. Để xem. Yeah. Thôi em chưa rút lại lời nói, em rút lại lời nói. Không, đấy, không được, chị bấm rồi. Bình tĩnh. La 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 la. Cố định lên theo, trời cho nó giật lên chắc chị vui lắm luôn. Yeah. Ủa, quả thật là em nghĩ mình là người đẹp trai nhất thật luôn. Dạ, vậy em nghĩ người đẹp trai nhất là Ai Hi. Ôi, Ai Hi. Chưa. Em nghe tin đồn là chị nặng 60 cân, vậy thì cân thì của chị là bao nhiêu? Idol em nhỉ? Em không nói được. Chị không thể nói được không em? Trời ơi, chị không có thể tiết lộ số ký của chị được. Chị nào không làm bấm cái đầu. Số ký của chị là... Trời ơi, cái này mình đã giật lời chị quê lắm luôn. Chị là 59kg thiệt đó, cái cỡ đó rồi. Chị 59kg
không bị sao? Không sao hết. Nói câu khác, em có bạn gái chưa? Dạ, em chưa có ạ. Ok, để các fan girl các em hãy xem đây. Trời. Nó giật lên mắc cười lắm nha. Không hiểu. Nó thật sự không hiểu. Tại sao vậy? Không tin luôn á. Cái may sao nó ghét chị, nó không giật chị. Thiệt luôn á. Chị Vani có nghĩ là mình xinh đẹp không? Đương nhiên là chị nghĩ là có. Thật ra là chị nghĩ là có. Nhưng mà chị nghĩ là nhiều người cũng xinh mà. Đấy không mình chị đâu. Không, chị nghĩ chị đẹp thiệt. Chị nghĩ chị đẹp mà. Ủa là sao? Không hiểu. Ủa cái máy này nó sao vậy? Không hiểu. Không hiểu. Trời ơi, cái thế giới này phản đối lại tôi. Không có gì ra thế nào. Thật là không có gì thiệt. Ủa? Em đã từng dạ. Không phải bố mẹ mình à, chưa. Để coi. Vậy là chị không tin rồi đó. Với con mắt thần kỳ ở Winterland là chị không tin rồi đó. Nó giật, nó sắp giật này. Ủa vậy là sao? Chị Vani 37 tuổi đúng không? Đương nhiên là không rồi, số tuổi của chị là 27 tuổi. Chị là người con gái hơi lớn tuổi một chút nhưng mà có gương mặt rất là học sinh. Mà hơi kỳ ha, câu một gương mặt học sinh hơi kỳ. Nhưng mà chị nghĩ là không giật đâu. Nhưng mà chị không phải 37 tuổi thiệt mà. Yeah! Yeah! Câu số tuổi này chị đúng. Thì đúng rồi, chị không phải 37 tuổi, chị trả lời không phải 37 tuổi. Cảm ơn chị mà. Nhưng mà câu đó chị là chị trả lời đúng mà. Câu cuối cùng hay không? Ok. Câu hỏi tiếp theo nha. Một tháng á, doanh thu của shop em là bao nhiêu? Em kiếm được bao nhiêu tiền? 50 triệu. Hơn rất nhiều. Cái này nó giật lên tôi mắc cười nè. Cái này nó giật lên là tôi cười cho coi nè nha. Trời ơi, tôi cười. Thấy chưa? Làm gì mà có chuyện đó. Trời ơi, bây giờ bây có mà, nó thiệt mà. Cái bây giờ nó kêu em nói vậy á. Bây mày bảo không có gì. Thật luôn. Không có gì luôn. Từ có gì. Có gì không? Không có gì. Không có gì không. Ok. Chị Vani làm slime rất là dở. Đúng. Chị chứ không biết là tại sao mà chị được hạng nhất. Oh my god. Chị thật sự là chị làm slime dở mà. Chị đâu có nói dối đâu. Thì nó nói nên nó kêu chị làm giỏi mà. Vậy nó kêu chị làm giỏi đó. Hèn chi bữa trong cái sự kiện Slam Sài Gòn thì được hạng nhất luôn. À đúng rồi, chị 10 điểm. 19 điểm rưỡi lận á heo. Vẫn phải bị rút một cái. Ôi! Em, chị ừ. Muốn banh cái đầu ra luôn á heo. Ơ không biết sao thế nào, em muốn. Yeah! Không bị rút Slam vào đầu. Tới em. Từ xưa đến giờ em có bao nhiêu người bạn gái rồi? Câu này trả lời không đúng mà nó dựng lên chị mắc cười, chị biết có... á. Em có 3 bạn. Rất là ngại luôn. 3 bạn khá chá. Em có 4 đứa rồi mà em nói 3 đứa. Em bây giờ là đúng rồi. Hai trời vui. Không có gì hết luôn á. Không có gì hết luôn hả? Heo! Oh my god, heo ơi! Nó chảy ra nè, heo ơi! Trời ơi! Chị thấy cái gì nó nhầy nhầy? Ủa, vậy là hồi nãy nó có chảy ra! Yeah! Chị Vani không ấy? Con mặt heo nữa. Ôi, dễ thương heo luôn á. Nó chảy nè. Ôi ôi, rất là may cho em luôn á. Nó không có chảy lên đầu á. Trời ơi! Ôi, chị Vani chảy rồi. Trời ơi, nó quá vui. Trời ơi, heo ơi, nó vui quá, heo ơi, nè, em ơi, coi nè. Ghê quá à. Các em ơi, nếu như mà các em thích cái clip này thì em nhớ comment ở dưới chị Vani nha. Và các em nhớ ủng hộ cho Biggie Slam 18. Đừng quên like, subscribe cho kênh của chị Vani nữa. Bye bye.
thank you. Tạm biệt. Bây giờ con heo nó phải đi thay đồ.